Kỳ bí, tượng diên hương là có thật. Một người đàn ông lôi ra một búi dài màu xanh cỏ, chia thành nhiều khúc với kích thước to khác nhau, từ hậu môn con voi. Có vẻ đây là tượng diên hương trong truyền thuyết. Anh chàng này thật may mắn, ngàn năm mới có một. Người chứng kiến như không tin vào mắt mình nữa. Anh ấy thật sự may mắn, xin chúc mừng anh ta nhé.